Nhưng ủa là chú bán hả? Đúng rồi, đặc sản. À, là chú bán chè đúng dừa nước. Đúng, dạ. Đúng. Chú có xem kênh của anh Khương? Biết chứ, có dạ. Chứ. Dạ, hôm nay tụi con được chia ra, không biết chú xem clip này chưa? Clip này là sáng nay anh Khương mới up. Tụi con 12 đệ tử nòng cốt của anh Khương được chia ra thành 4 đội để xuống Long An ở các nơi luôn để tuyên truyền mấy vé. Xuống đây là phải mình phải dùng cái gì về nói cứ vừa biết. Ví dụ mình xuống đây ở miền Tây hiểu không? Đặc sản miền Tây là chè dừa nước. Dạ. Trời ơi công nhận luôn nha. Chú là có kinh nghiệm, kinh nghiệm sale luôn á. Mình ý là mình muốn giới thiệu cho chú về chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, cho chú giới thiệu lại cho mình về cái món chè dừa nước liền. Không, tụi con phải học nghề của chú mới được. Tại vì tụi con biết đến chỗ trường trung học cơ sở này là Lê Quý Đôn này là hồi nãy tụi con qua bên chỗ trường trung học Lý Tự Trọng. Tụi con cũng được một anh bán banana cút ta, nghĩ là thế qua đây thì bán. Về sang qua đây. À, chú Bến Tre hả? Bến Tre. Rồi chú mới tới đây chú bán. Tới đây bán. Một ngày bán được nhiều không chú? Trời ơi, giờ bà con ủng hộ mới được nhiều. Bà con ủng hộ thì không được bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà có cách nào để chú giới thiệu cho mấy bé rồi phụ huynh đồ ăn đồ của mình không? Hết. Nhưng mà sao để giới thiệu chú? Dùng hết. Chú chỉ bên con thấy. Hả? Chú chỉ con để tụi con bán vé nữa. Tụi con cần 1.989 vé. Con này phụ huynh có đây. Dạ. Dạ. Mình có đi giới thiệu chú ha. Dạ bà con phụ huynh nè ủng hộ. Dạ. Vậy thôi. Dạ, vậy bây giờ tụi con đi xin phép ra quân. Dạ. Dạ, đây cho tụi con gửi dùng đặc sản của Bến Tre miền Tây phải không? Dạ, xíu nữa tụi con bán được một vé là tụi con lại liền. Liên hoan liền, chung vui liền với chú. Dạ, đây con gửi chú cái thông tin chương trình để có gì hôm đó mà có thời gian thì chú tới chung vui tụi con. Dạ, con cảm ơn chú nha. Rồi. Dạ. Quá trời là vui. Dạ, con chào hai chú. Dạ. 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 Dạ, đây là chương trình của bên anh Khương Dừa. Không biết chú có coi kênh anh Khương Dừa không ạ? Yeah. Trời ơi, chú may quá. Kênh anh Khương là vui rồi. Không biết chú có nhận ra tụi con không chú? Dạ không. Dạ. 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 Dạ, hôm nay ca nhạc này thì sẽ có không biết chú có nhận ra ai nghệ sĩ nào trên poster không chú? Dạ. Dạ, đây là có chú Châu Thanh nè, chú nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, danh ca danh hài Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Dạ, rồi có ca sĩ Quỳnh Trang, Dương Hồng Loan, Thùy Trang, nghệ sĩ Dũng Nhí, ca sĩ Trường Sơn, Châu Ngọc Tiên. Dạ, bạn Lan Anh, bạn Nguyễn Thắng với lại MC là Khương Dừa với lại Huỳnh Thơ. Dạ, cái này là mỗi tối thứ bảy là tụi con hay làm ở trên Sài Gòn. Nhưng mà hôm nay đêm đặc biệt duy nhất, chỉ một đêm duy nhất đêm duy nhất thôi là ngày 20 là thứ bảy tới đó luôn mà chú. Dạ. Dạ. Chú có yêu thích nghệ sĩ nào đặc biệt ở đây không chú? Ý là chú thích nghe ai hát nhất hả chú? Dạ. Dạ. Hồi xưa tại vì cái dòng của chú, cái dòng mẹ của chú hồi xưa rồi. Dạ. Dạ. Còn những cái giọng mới này chưa có người. Dạ. Ở đây thường là mấy cô chú anh chị đây là hát cải lương, hát bolero. Chú có biết bài áo mới Cà Mau không chú? Bài mới quá chú không có cảm. Dạ. Dạ. Chú không biết bài áo mới Cà Mau luôn hả? Trời ơi, chú không biết. Giờ chú không biết bài nào hết trơn rồi. Giờ hát chú nghe chú cũng không biết nữa. Dạ. Thôi dạ. Con cảm ơn chú nha. Dạ chú đang đợi bé hả chú? Dạ chắc là cháu rồi nha. Dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ. Dạ. Đây, anh bán banana cotta đã qua. Dạ. Sao anh nói gì? Móc vô đây nè. Thôi. Còn dư đâu nè. Móc vô luôn hả? Dạ. Vô nước đi. Để hồi nãy tụi con qua bên trường kia mới ủng hộ anh này xong. Chưa bán được vé nào hết mà không, xuống là hết 50 ngàn rồi. Chè dừa nước thật sự là ở miền quê mình là nó đặc sản là chè dừa nước. Dạ. Chè dừa nước chứ là mấy cô chưa có dùng. Dạ. Đây hả chú, đây là chè dừa nước hả chú? Chè dừa nước. Ồ nhiều quá ha. Tính ra một ly mà chú bỏ quá trời dừa nước luôn á. Quá trời dừa nước. Một ly này là nhiêu chú? Ly 20 ngàn. Nãy giờ là tụi con bán được không vé, doanh thu không. Chi tiêu 50. Bây giờ chi tiêu 50 nữa là hết một vé đó. Trời ơi, có bao nhiêu, không gọi là bao nhiêu hết. Cứ nói Khương Dừa là cô ủng hộ chứ không nói gì hết. Thôi nói giỡn chứ chú cũng thương lắm nha. Chú cũng âm thầm treo cái poster lên chỗ của mình. Ôi mà mình chắc mình treo hai bên đi hả? Chứ để đây thì sợ che cái che của chú. Áo hấp đen được không? Được mà. Dạ.
phe của chú này mà chú này ok hết. Chú này ok hết. Dán kèm với khỏi tay tôi nè. Ở đâu mà nãy giờ nó lần nó bẻ hai cái móc đâu lại nó đó. Đó, trời ơi, cảm ơn thầy Banacota. Cảm ơn thầy Banacota. Rồi đi tí xíu cái lời ủng hộ ha. Dạ, để tụi con dạ đúng chương trình hết cho bà con xong tụi con sẽ thử. Dạ. Trời ơi, tận tâm nghe chưa, thương nghe chưa? Dạ. Không, bây giờ anh hết mình với tụi em như vậy thì tụi em không có cái gì hết, tụi em góp vui một bài hát thôi. Ủng hộ giới thiệu với anh được không? Anh có thích bài hát nào không? Thích một đoạn bài hát nào không? Thiệt ra là muốn hát lắm á, không ai thích trơn. Ờ. Dạ thiệt sự là vậy. Vậy mình tự mình hát đi. Thiệt sự là muốn hát mà không ai thích hết trơn. Dạ ở đây nghe sân khấu nhỏ trước trường trung học cổ xấu ơi, có ai đây thích nghe hát không ạ? Ca cổ đi, dòng sông của em đi. Đâu, dòng sông của em hoặc ca cổ được không Kiều? Ca cổ được không Kiều? Trời ơi, phục vụ liền. Có khán giả không biết hát ca cổ, cũng hát tân dân ca được không ạ? Dân ca được không ạ? Bài gì mà bài gì dân ca? Bài nào nghe hay được rồi. Bài nào nghe hay là được rồi. Bài gì đó, bài để em giới thiệu đã, chị suy nghĩ bài đi. Dạ, trước trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, team Chúng Mình Có Nhau của sư phụ Khương Dừa đang giới thiệu truyền thông cho đêm nhạc ngày 20 tháng 4. Thì chị Thanh Kiều, một ca sĩ, một thành viên tiềm năng. Dạ, một thành viên của thành viên. Dạ, em là thành viên của team sư phụ Khương Dừa. Dạ, không biết anh có biết anh Khương Dừa không ạ? Khương Dừa hả? Dạ. Biết. Yeah. Dạ đúng không? Dạ, chị có biết không ạ? À? Dạ chị biết. Dạ anh biết không ạ? À? Cho em gửi chương trình. Dạ chị biết không chị? Chị biết anh Khương Dừa không ạ? À? Dạ, dạ chị biết. Cảm ơn dạ, chị. Dạ cô coi quà hát cô. Khương Dừa không ạ? Cảm ơn cô. Dạ biết dạ. Dạ đây em gửi cái chương trình. Dạ tất cả mọi người đây đều biết anh Khương Dừa à. Dạ em gửi cô. Dạ. Ngại quá. Dạ sau đây thiệt ra là em không có thuộc bài nào ở Long An. Long An mình. Nhưng mà thôi em hát một bài dân ca nha, một bài dân ca. Phước ơi, vô đây hát chung chị đi Phước. Đây, để em quay cho anh Phước hát chung với lại chị Kiều. Dạ, mời anh Phước luôn. Bài Hành Trình Đất Phù Sa hát sao? Cái gì đó. Hay là chim tung bay hát trên đường. Ừ, đúng rồi. 2-3 nha. 2-3. Chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An mộc hoa Mỹ Tho xuôi về Gò Công, Tiên Giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba, lưng trâu nước da nâu mặn mà. Họ ơi, cây lúa tốt tươi bao đời phù sa, đêm duyên tám mươi lao tầng vui cười. Dạ cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn con của dạ, bác nghe chị. Dạ. Dạ hôm 24 này á thì cô chú anh chị sẽ còn nhiều cái bài hát còn hay hơn nữa. Dạ để giới thiệu cho bà con cô bác dạ, anh chị. Chị cô chú cô bác là ngày 20 này, có nghĩa là thứ bảy tới này luôn, là tại sân vận động tỉnh Long An sẽ có một đêm nhạc của anh Khương Dừa cùng phối hợp với lại Sở Văn hóa Du lịch Thể thao tỉnh Long An. Sẽ có một đêm nhạc tại sân vận động tỉnh Long An, số 7 Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dạ. Đêm nhạc thì có nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, danh ca Châu Thanh, danh hài Bảo Trung, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Trường Sơn, ca sĩ Châu Ngọc Tiên, Lan Anh, Nguyễn Thắng và dẫn chương trình là Huỳnh Thơ và Khương Dừa. Dạ, không biết là bà con cô bác có nhã hứng muốn đi xem ca nhạc không ạ? À? Ôi, như anh kia anh biết mình phải, anh đỏ đó, giờ anh biết anh mình đỏ đó. Hả? Và giao lưu với anh. Dạ. 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 Hôm nay cô ơi, bây giờ vậy nè, có nghĩa là anh Khương Dừa ảnh cũng giống như tụi con vậy đó, là cũng đi truyền thông vậy. Dạ bây giờ tụi con phải chia ra để đi chứ không hả? Giờ tụi con hả? 15 người mà đi chụm lại với nhau thì ấy quá. Bây giờ cứ team 5 người, team mấy người vậy đó.
chia nhau ra để đi truyền thông thì bà con cô bác sẽ biết nhiều hơn, chia ra nhiều nơi ở Long nhiều An nơi như vậy dạ. Chứ bây giờ mà cô mà muốn gặp anh Khương Dừa là ngày 20 cô tới ha. Dạ. Dạ ngày 20 cô tới tại sân vận động tỉnh Long An. Dạ. Cô hay coi anh Khương thì con mấy họ cô biết tụi con không? Cô nhận ra tụi con không? À, biết mỗi Khương Dừa thôi. Dạ, đó thì là bà con cô bác thì thường là biết anh Khương Dừa. Dạ vậy thôi chị không còn giới thiệu luôn nha, đây là chị Thanh Kiều. Dạ tụi con là đệ tử của anh Khương Dừa. Dạ tụi con chào cô, đây Hữu Phước, thí sinh của ngôi sao miệt vườn nè, cô nhớ không cô? Nhớ Hữu Phước à. Trời ơi. Hát tặng cô bài liền. Cô nhớ anh Hữu Phước hát bài gì không cô? Lâu quá rồi đâu có nhớ. Dạ đây à, xin trình bày lại bài hát đã làm nên tên tuổi của Hữu Phước trong ngôi sao miệt vườn. Anh vậy thì con xin gửi cô một câu vọng cổ đi. Trời ơi hay quá. Quá hay quá. Ở đây đây đây. Người ca cho mọi người nghe chứ đứng dạ. Nghe dạ, ra đây nè, anh ra đây hát cho cô vú vọng cổ liền. Chú hồi nãy giờ chú hát vọng cổ hay. Con sẽ dạ. Gửi đến cô tất cả mọi người là một câu trong bài vụ án Mãn Ngu. Ôi ôi hay quá. Xin trình bày nha. Dạ. Quanh ơi, giờ này em đang ở nơi đâu? Em có biết là anh và con đang nhớ em không? Bà con cô bác ơi, ơi. Có ai thấy cô ca sĩ Thục Quanh ở đâu không? Có ai thấy đâu không ạ? Làm ơn chỉ giùm tôi với. Anh đã bao đêm bao ngày mộng nhớ. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ? Để tình chung thủy nay đành lỡ. Để tình chung thủy nay đành lỡ làng. Em ơi tăng bài mưa ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà chức nữ hỏi ngộ ngu lan sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng không hận gì ai gây cảnh đắng cay. Bây giờ anh sống kiếp đơn côi biệt về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Hay quá. Dạ à, thiệt ra là hôm nay tụi con sẽ đang có một cái chiến dịch đó là đi dạ, giới thiệu đi giới thiệu đêm nhạc. Dạ đi giới thiệu đêm nhạc. Dạ và sẵn trên đây cầm vé, nếu bà con cô bác mà muốn mua vé thì gặp tụi con luôn. Còn nếu mà chưa có muốn mua thì bây giờ tụi con có cái tờ này rồi gửi cho bà con cô bác xem, nếu mà muốn đặt vé lại có số điện thoại trên đây luôn. Dạ con cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn cô đã xem là sao biết tụi con nha. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô nhiều. Trời ơi anh Phước là may mắn lắm á, đi gặp khán giả con, khán giả nhớ anh Phước là quá vui rồi. Dạ anh Phước chụp hình tấm kỷ niệm với cô không? Dạ. Rồi chụp với cô nè, em cười lên 2 3 cầm cái tờ hình luôn đi anh, cái tờ hình master luôn. Rồi 2 3 yeah, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ. Đó, bây giờ là bắt đầu học sinh đi học về rồi. Mình ra trước không? Mình ra trước giới thiệu thêm không? Qua bên cánh bên kia, bên dạ, cánh trái. Qua cánh bên kia ha. Ồ, đông quá. Mình móc xe rồi, dễ thương không à? Ảnh qua đây anh vẫn còn để cái poster của mình. Dạ. À, dạ chương trình của tụi em được sự đồng hành của các anh bán hàng rong rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Bana Kuta. Dạ, anh chào cô. Dạ, cô có biết anh Khương không cô? Anh Khương Dừa. Dạ, tụi con bên chỗ anh Khương Dừa á, sắp tới tụi con làm đêm nhạc ở Long An. Dạ, được con giới thiệu. Hôm nay với con hả cô? Đứa cháu. Đứa cháu, dạ. Trời thích quá. Đứa cháu. Dễ thương quá. Quá chị vui luôn. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ. Có tuổi rồi không có nói gì luôn á. Sợ 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 nói heo. Dạ. Bây giờ là học sinh cũng đã đi về rồi, cũng đã trưa rồi bà con cô bác.
tính ra là cô chú anh chị xem kênh anh Khương cũng nhiều, biết anh Khương cũng nhiều, nhưng mà chưa có biết chị em tụi mình, tại vì tụi em tụi mình là kênh cũng còn nhỏ lắm. Đúng rồi. Nên là hai tụi em tụi mình phải cố gắng lên. Đúng cố rồi, gắng phải năng nổ hoạt động hơn. Đúng rồi, phải quay nhiều clip hơn. Đúng rồi, để dễ sau này có chương trình gì đó mình dễ truyền thông cho sư phụ hơn. Không, bây giờ là con của bác chưa biết mình. Dạ, thất bại rồi, thất bại rồi. Thất bại rồi. Thất bại là mẹ của thành công. Nên là không có sao hết. Dạ. Mới một buổi sáng mà mấy anh chị. Dạ, nhưng mà trước kia chưa tí là mình đã nhờ được các anh nè đó, anh Vừa Nước cũng treo poster của mình nè. Rồi anh Panacotta cũng rất là vui là đã treo cái băng rôn của mình. Không, tính ra cái kế hoạch của mình á mà đi nhờ các cô chú anh chị mà bán hàng rong á mà để poster của mình để giới thiệu về chương trình cũng rất là hay nha. Giống như là anh biết những cái chỗ nào mà đông, rồi thời gian học sinh ra vào những chỗ nào đông người thì sẽ giới thiệu cho chương trình của mình hay hơn, đúng không? Đúng rồi. Đó, thành ra em nghĩ cái kế hoạch mà mình nghĩ đâu xa xôi, mình hay treo ở những cái chỗ mà ngoài đường phố thì bà con nhiều khi đi nhanh quá không có xem được. Đúng rồi. Nhưng mà những cô chú bán hàng rong này là tiếp cận trực tiếp luôn. Đúng rồi. Đó, đến từng người luôn thì thành ra là sẽ nhiều khi là sẽ biết chương trình nhiều hơn, đúng không? Dạ. Thôi bây giờ khách hàng thân thiết của mấy cô mấy chú đó là sẽ tới hỏi đây là cái gì, chương trình gì. Đúng rồi. Nên mình cũng nên mua ủng hộ chú Vừa Nước luôn. Đúng rồi. Tại vì chú đã hết lòng để cho mình để, đúng không ạ? Dạ. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa bán được vé nào nhưng mà vẫn cứ ủng hộ các anh chị. Khách hàng của chú rất đông. Đúng rồi, quá hay. Khách hàng của chú rất là đông. Dạ. Anh chào chú. Dạ. Dạ. Rất cứ 10.000 một ly, 10.000 một ly bà con bác ơi. Ly. Hello bé. 10.000 bà con. Em học ở trường này hả? Dạ. Dạ. Mãi vô. Rất ngon. Dạ. Rồi, cảm ơn chúc ngon miệng nha. Dạ. Để bán cho chú anh chú mua. Dạ, chú mua 2 ly. Ly. Dạ. Bây giờ mua một ly tặng một vé à. chơi nổi vậy luôn. Đây. Rồi để đó. Chất lượng chơi chưa? Cái này là đặc sản Long An hả chú? Bến Tre. Dạ. Vừa nước. Trời ơi ngon à. Dạ. Quá hấp dẫn. Chú xong ăn nha. Chú cho tụi con 3 ly trước nha chú. Rồi đợi quay xong cái tụi con ấy. Dạ. Rồi, rất ngon. Trời ơi, một ly chú múc nhiều dữ vậy hả? Ta kêu bán từ 15-20 nhưng điều mình chơi thì thôi, nào giờ bán bây giờ nó giá nó lên nhưng điều mình cũng dễ thôi. Ui dạ. Tính ra dùng dạ. Trước ngon à. Tính ra một ly của chú mà như vậy là quá rẻ rồi. Không, ly đó 20. Dạ, 20 ly như vậy cũng là quá rẻ rồi. Ly này là 10.000 nè. Cái cơm rất là nhiều. Đây, lần này bán 20 mà đâu có làm được gì đâu. Dạ. Nhiều quá chú. Ở trên Sài Gòn con á, cái Vừa Nước này là hàng hiếm rồi nha. Đúng rồi. Dạ. Ăn nó dai sực sực mà. Dạ. Ở đây cũng bán 100kg đó. Cơm á. Cơm dừa. Dạ. Bé đẹp quá. Chỗ bên kia thì là chị gặp hot boy, bên này chị gặp hot girl, nhìn nơi video. Nói chuyện nhau được chút không? Ăn nhiều nước không? Nói chuyện nhau xíu không? Giao lưu xíu nha. Giao lưu xíu nha. Gái quá. Bé học lớp mấy? Dạ 12. Sao em trắng quá vậy? Sao em đẹp quá vậy? Ồ, em trắng mơ luôn á nè. Nếu có một hạng mỹ phẩm mời em. Ủa chú chị bằng tuổi em mà chị không có trắng gì nào. Trời trắng tươi à. Ở dưới Long An này có hai tổ chức đêm nhạc ca nhạc không á? Dạ không. Em biết chú Khương Dừa không? Em có coi biết. Ba biết không? Ba mẹ em coi hả? Ba mẹ em coi hay em coi luôn? Ba mẹ. Wow, em tên gì em giới thiệu đi. Em thôi. Mắc cỡ ha, có khi ba mẹ em biết tụi chị. Dạ, em tên Ngọc Linh ạ. Dạ, chào bé Ngọc Linh, chị là Trang LTB. Dạ, chị là Thanh Kiều. Dạ, chị là bên team của anh Khương Dừa. À, rất là vui được gặp. Trên chú Khương Dừa, rất là vui gặp em. Thiệt ra là hôm nay tụi chị đến đây là để truyền thông cho đêm nhạc 20 tháng 4 tại sân vận động tỉnh Long An mình á. Tại thành phố Tân An này nè. Mà có các cô chú nghệ sĩ tới hát nữa. Cho nên là em đưa cái tờ này cho ba mẹ xem. Nếu mà ba mẹ muốn đi xem á thì hãy gọi vào cái số điện thoại đây nè. Nè em nhìn đây nè, có ba sư nha. Cảm ơn em nhiều. Mẹ nó mắc cỡ. Xinh gái quá à. Ủa? Trời. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nãy giờ mọi người tác chiến hết rồi hả? Tác chiến nãy giờ rồi. Bảo vệ cái này tiềm năng. Bảo vệ cái này hàng của tôi. Bảo vệ cái này tiềm năng à. Cái này tiềm năng. Ủa đâu ra giờ? Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chú. Sơ ra. Dạ. Khách hàng của tôi. Dạ chưa, chị đẹp hơn em mua chị đi. Đừng làm em sợ. Em có tờ rơi đúng không? Đừng làm em sợ, đừng làm em nó sợ. Cái tờ rơi này là mình đọc, mình biết đọc sản Bến Tre. Bye bye. Người ta sợ, đưa cho ba mẹ nha. Người ta sợ. Trời ơi, em thấy chưa?
bên đội này là phải tốn tiền để mua đặc sản ở Bến Tre chở qua Long An để mời bé đó. Mà em nghĩ sao lại thấy kêu trường nào mà cái ập qua luôn, bên kia là vừa trường cấp 2 này, trường cấp 3 ập qua liền. Cấp 2 sớm hơn, cấp 2 sớm hơn, cấp 3 là nó ra trễ hơn. Dạ, tôi xin công khai cái doanh thu của team. Dạ. Chứng minh có nha. Dạ. Ngày hôm nay ngày đầu tiên khi ra quân, chúng tôi nhận được 1.000 vé. Dạ. Chúng tôi đã bán được 10 vé. 10 vé này từ đâu ạ? Chúng mình có nhau. Và sau đó dạ con cảm ơn chú. Ai mua? Ai mua một vé còn lại? Anh Khương mua. Anh Khương vừa mua. Rồi là sao? Chưa hiểu. Là bán được có 1.000 vé, đã bán được 10 vé. 10 vé này là ai mua? Ai mua? Chúng mình có nhau tự mua. Tự mua. Rồi, rồi xong mình bán được thêm một vé nữa là 11 vé. Bán được nhiêu vé rồi? Chưa vé nào hết nữa. Vậy hả? Vậy là đây đâu, tới là gặp cái team này luôn rồi. Vậy là team mình đang ủa, nãy giờ đi đâu hả? Thì đi make up đồ nè. Ủa? Make up là trễ giờ luôn phải không? Make up mà trễ giờ người ta đi học về cái ta trễ giờ luôn. Là quá trời quá đất rồi đó. À không, nãy giờ mới khoe bán vé thôi. Còn bây giờ cái số tiền tiêu hao sáng giờ này nha. Dạ tiền nước bao nhiêu ạ? Dạ tiền tiền nước 60.000. Dạ tiền nước 60.000 ạ. Tiền ăn banana cotta ạ. 50. Dạ tiền mua dừa nước để 30 ạ. Dạ tổng thiệt hại hiện giờ là 140.000. Tôi nghĩ là mọi người đi mọi người thấy tình hình sao chứ được. Em mới xuống. Sao? Mà học thấy sao? Cảm thấy sao? Dạ. Cho con thêm mấy ly nữa đi chú. Mấy. Dạ, em bé chú đi truyền thông. Cho con 3 ly nữa luôn đi chú. Rồi xong mấy bạn xíu ăn quay xong thì trước mà chị đi qua truyền thông á. Đi quay cái xe á. Cũng tại trường cấp 3 luôn. Các bé mắc cỡ lắm. Các bé lớn cũng mắc cỡ. Bé không có xuất hiện trên không, thật ra hồi xưa mình cấp 3 cũng vậy. Mình thấy người có máy quay này là thứ hai nữa là bận đồ thứ hai nữa là cấp 3 rồi cho nên là các bé đừng làm người ta sợ, nghĩa là các bé lớn rồi các bé tự đi học được cho nên là phụ huynh cũng ít đưa đón hơn là trường cấp 1, cấp 2. Dạ cho nên là mình tiếp cận hơi khó khăn xíu nhưng mà không sao. Không, em nghĩ là hôm nay tụi mình hơi bị lạc á, nghĩa là tại tụi mình tính là tới trường học thì tụi mình nên là bận đồ học sinh luôn để mình hòa trộn với các bé không, thì các bé sẽ thấy bằng trang bằng lưới nó dễ tiếp cận hơn. Tụi mình bận lồng lộn quá sao mà xuống cái máy quay đồ á. Vậy là hợp chứ. Hợp. Ừ, tại vì thực ra bây giờ mấy bé cũng hơi ngại á, tại mình còn ngại. Đó con nè, tôi thả ra. Này giọng cái này vô trong cái họng người ta vậy nè rồi kêu. Nó không có sợ đúng rồi. Đầu tư ta đi lên đây. Nói nhẹ nó vang lên. Không vậy còn sợ không? Nghe sợ quá nghe liền cho sợ liền đêm một đêm duy nhất liền. Nghe sợ mau liền nè. Alo. Thôi mình đọc cái âm điệu nó không có tích cực cho người ta đọc mình này. Kiếm một đêm duy nhất, kiếm một đêm duy nhất. Dạ. Đây. Thôi sẵn đã giao lưu với lại nói rồi giờ không ngon là thiếu luôn. Dạ, con cảm ơn chú. Sẵn hôm nay team gì ạ? Team Lạc Quang. À, team Lạc Quang tới thăm team chúng mình có nhau. Dạ, dạ đây thì chúng mình có nhau xin gửi tặng một phần quà. Đây là đặc sản Bến Tre. Dạ, 1, 2, 3 vô đi ạ. À, chúc hai team của chúng ta sẽ không có về hạn chót là được rồi. Đúng rồi. 1, 2, 3 vô. Đội bên đó không có team nhau em nè. Đội bên đó không có team của em nè. Chót quá. Chúc em thành viên nữa nha. Đi thịt cái này vô tình luôn mà có mắt không hẹn mà gặp luôn thì rõ ràng là thấy chắc chắn cái nhắn là trường nào rồi là mình đã né rồi. Ừ né rồi mà cuối cùng mình dính. Ủa nãy cơ mình có nhắn chưa trường nào chưa? Có chị nhắn cái trường bên kia rồi. Nhưng mà qua bên đây vẫn chưa thấy ai hết mà người ta học sinh ta về hết rồi, đội này mới tới. Với lại là mình có người dẫn đường chị. Đúng rồi, tại vì có thổ địa ở đây dẫn. Không được ai ra, không được ai ra. Không được ai ra. Không thì nó có thổ địa thôi chứ ai biết ai đâu trời. Có thổ địa ở đây. Đó. Nhìn nè, qua đây nhìn. Hai bé chiêu. Nó ta treo rồi nè. Hay à. Ở sao bên này có cái này vậy? Bên đó. Hôm qua xin. Ủa người ta phải tự đầu tư chứ trời, người ta bỏ tiền ra đó trời. Hôm qua in cái mọi người không chịu, hôm qua nói thống nhất in mỗi tiền một tấm mọi người không chịu. Có đâu. Đâu à. Đâu ai không chịu đâu. Cái này tự làm mà. Cái hôm chứ hồi đầu đã tính là được in cái biển to hơn rồi. Tại vì cái này chỉ phát tờ rơi thôi chứ mình không có luôn nè. À, team của mình đó thì là ủa, không tài xế đâu dạ vậy đây. Ủa ba Minh ăn ba Minh tại ba Minh ăn ba Minh lấy một ly luôn tại mấy bạn đang quay á chú nên là xíu mấy bạn quay xong rồi ăn chứ để gì đi có tài xế mà đi đâu để mình né nè mình đi tản ra cho đỡ lên chưa biết nữa chưa biết luôn thiệt thật sự là không biết thiệt
thổ địa dẫn đâu đi đó. Có thổ địa cho nên là thôi mà thổ địa dẫn đâu đi đó. Bạn nhậu người đó hiệu quả không? Em lần đầu tiên đi bán thì rất ơi bán bé. Hiệu quả không biết bán được nhiêu bé là biết hiệu quả không? Nguyên cặp còn nguyên là... hả? Gì? Còn một dùng nhé. Nè, thấy số vé chất lượng không? Không, y là y chang là bán mấy số luôn. Ôi ơi, nhìn lại giao diện mình đi. Không, tôi tự đi. Tin là giao diện tôi có đỡ hơn à. Ủa, đỡ nó khác nhau chỗ nào? Tại vì đây à, cầm nguyên một cặp vé chung kiểu luôn nè, hai cái nón chung kiểu luôn nè. Có khác gì đâu mà, chúng ta phải cầm thêm cái thích vé thôi. Thân phận đi bán vé số. Mà còn quái cái dâu sắp nữa. Không phải cái áo khoác nhìn còn giống mấy số thôi. Nãy tim định hát bài về lại trường xưa với bao kỷ niệm đúng không? Xong hỏi thầy cô dạy em gì vậy, em ra đời thành công, giờ tụi em mới vé hết trơn. Không sao, mình sao bán được rồi, không cần bán không, gì cũng truyền thông giới thiệu cho chương trình cho mọi người biết. Thôi anh lẹ đi rồi mình di chuyển chỗ khác nha bọn cô bác, vì chưa bán được vé nào hết. Là hai tim đụng nhau rồi. Chưa bán vé nào hai tim đụng nhau rồi. Nắng quá, thật sự là rất nắng luôn. Nói với nhau không đi tương tác với người khác, còn đứng đây nói với nhau không. Bây giờ quay lại rồi đâu rồi. Nó bằng như mình thay đối tượng khách hàng rồi hay sao á. Có không ta? Bây giờ á, thứ nhất mình quay lại hồi quán đi, xong mình vô trong quán mình mát mẻ mà mới lạnh, uống ly trà đá để tỉnh táo, đỏ ốc lại, xong bắt đầu team mình họp lại bàn kế hoạch là hãy xuống Long An lại. Đúng không? Chưa tỉnh táo rồi. Thì giờ bây giờ về lại họp lại kế hoạch đó cho nó thống nhất lại cái kế hoạch, tìm ra đối tượng chính xác lại đi. Thì chị đang qua tác nghiệp đi. Cầm cái ly này tác nghiệp không có chuyên nghiệp gì chưa? Đúng không? Không, tại vì muốn mời do trời nắng quá. Okay, dạ. Bye bye. Cố lên. Cố lên. Bye bye. Cố lên. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều. Hiện team chúng mình có nhau cập nhật là đã bán được 11 vé. Và có một khách hàng tiềm năng và có nhờ được hai anh rất là dễ thương để truyền thông phụ, đó là anh chè dừa nước với lại anh Banana Cotta. Và cũng đã được thưởng thức hai món đặc sản ở Long An rồi. Dạ anh chào cô. Dạ, dạ con gửi thông tin chương trình. Dạ. Dạ. Ủa bên anh yêu. Khương dừa cơ. Dạ con cảm ơn cô nha. Dạ cảm ơn dạ. Cô yêu. Dạ. Giờ này mọi người hình như đang chở học sinh đi học á. Dạ. Ủa mình ra tối thêm. Cho thêm. Chú cho con để ké cái ly này của con đây nha chú. Rồi. Dạ, rồi. Ly của con ha. Dạ. Em chào anh. Dạ, em bên chỗ anh Thương Dừa á anh. Cho em gửi thông tin chương trình của tụi em ha. Dạ. Em chào chú. Dạ. Con bên chỗ anh Thương Dừa á, cho con gửi cái chương trình ca nhạc của tụi con sắp tới ở ngôi sao miệt vườn. Dạ. Dạ thôi để bây giờ tụi em tranh thủ để di chuyển qua địa điểm tiếp theo. Dạ. Dạ mong là sau cái hôm nay tụi em buổi này đi giờ là lên xe là tụi em sẽ họp lại cái kế hoạch. Lược. Dạ. Hôm nay là kế hoạch đầu tiên của tụi em là truyền thông để mọi người biết được đến chương trình là đã cũng rất là ok với lại các cô chú ở đây rồi. Đó rồi cũng gây được ấn tượng rất là thiện cảm qua hai giọng hát của anh Hữu Phước là chị Thanh Kiều rồi. Dạ. Quá trời thiện cảm rồi. Bà con cô bác yêu thích ủng hộ chương trình thì có thể liên lạc qua số hotline mua vé của bên hội quán hoặc là qua trực tiếp tụi em luôn để ủng hộ cho team chúng mình có nhau, tại vì bốn team sẽ thi đấu với nhau bằng hình thức một là số lượt view của các thành viên trong team. Dạ. Cao nhất thì có hai kênh là kênh Thanh Kiều và kênh ATB của chú. Dạ. Chị có thể xem qua xem lại các hai kênh để tăng lượt view là để ủng hộ cho tụi em. Hai là cô chú anh chị có thể mua vé qua bé Trang hoặc là bé Thanh Kiều qua số điện thoại là 0349563756 hoặc là 0937109955. Dạ xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở đêm nhạc ngôi sao miệt vườn ngày 20 tháng 4 tại sân vận động Long An. Tạm biệt. Yeah.